做山楂，山楂，シュシュッと忍者じゃん。巻き起こせ勇気のハリケーン。Hello nha, chào mọi người nha, chào mừng bạn đã quay trở lại với channel mình là Tự Tử Thông Phố đây. Chào mừng mọi người nha. Chúng anh em phút giây thoải mái. Bạn quay kim cương à? Quay nhẹ cái. Đùa, không biết đang bao giờ game bị nát nó rơi vào ô 94k không ta? Thôi thì mình đi ngủ đây, có khi mơ ra. Đặt tiền cho quả AB này, vẫn đang còn mảnh Hoppa bá chủ với cả cháu Mewtwo thiết sáp vẫn đang đợi anh em này. Okay. Sao Auro. Uầy, nhìn cái sao ước ngon không? Nhưng niềm vui này thì cũng nhận được một cái sao ước mà không hiện rõ luôn. Đó là sao ước lạnh nha. Thì uy lực skin được băng sẽ tăng 200% bản thân thêm hiệu quả ngưng thần tăng 20 ứng. Rồi có nhiều con ra là một cái anh em. Ok, ký nhận. Rồi, vậy là đã xong. Đấy. Giờ thì chúng ta sẽ đi tìm hóa cháu cha rắc bên bá chủ nha mọi người nha. Và nâng mát nhọ luôn. Đến tận cuối video thì bắt đầu mới đủ được các thứ các kiểu. Thì mình đã như là mình đã nói thì hôm nay mình sẽ chính thức tiến hóa cháu cha rắc bá chủ nha mọi người nhá. Đây, giờ thì chúng ta cùng đi tiến hóa thôi. Hôm nay anh em chờ lâu, chúng ta sẽ tiến hóa cha rắc bá chủ nào. Ok, con rồng này là con rồng đầu tiên mọi người, đầu tiên của Satoshi bắt được, khá là mạnh. Nói nhà bên mạnh hay không chúng ta phải test thử cho nó mới biết được. Ok, vậy là chúng ta đã tiến hóa trong cho chắc này bá chủ nha. Quên nó, mình không xem chỉ số. Ở đây còn con nữa, nó gì xem chỉ số nào. Từ 600 đến 837 anh em, chỉ số đơn thể đó nên coi như là hơn 200 điểm anh em, hơn 200 điểm luôn. Skill thì thay đổi khá là nhiều. Đấy, anh em có thể thấy. Ok, giờ thì chúng ta sẽ điểm qua skill cho nó và cho nó lên sàn thi đấu nhá. Trang phục mặc nè, từ đồ lắm, phụ kiện, phụ kiện à, nó lắm thì không ghép đồ con nàng này. Đang NG một bộ kiên định này, mặt chủ thần. Mang cho bộ kiên định này luôn đi.
lên cho một cái đỉnh anh em. Rồi, skill, học hành skill tí anh em. Hai cái, ba cái rồi. Đột phá này 800 điểm đơn thể mà anh em. Đã đột phá điểm này nó chưa. Ui, đá hay. Nổ tiếp dòng speed nè. Ui, nổ đá hay. Để đen thôi đọc quên đi đấy anh em. Nó lúc thì không ra dòng nào, lúc thì phát một ra luôn nè. Nó như này đó. Nó ra dòng speed HP nè. Nó đen đấy anh em. Rồi, ra dòng HP luôn. Nổ hai dòng ra luôn đi. Nổ luôn đi cho nó tuyệt vời. Đúng không? Chắc khó đấy. Uấy, ra dòng luôn, ra dòng HP rồi anh em. Giờ còn ra dòng crit rồi, còn ra còn một HP thôi. Chơi luôn chứ nào. Hơn nghìn đá biết đâu nổ lốt được dòng này nữa. Uầy, nổ lốt dòng này coi như bá luôn á. Thôi, hết điểm. Huấn luyện 26 rồi. Gen khỏi mở đi. Con này đằng nào mình cũng không chơi anh em. Đây skill của cháu nó nha mọi người nha. Cái nội tại này. Toàn bộ đi. Khi chiến đấu toàn trận sau khi bet đi. Từ trận hoặc bản thân thả skin của Dragon. Đó, toàn trận sau khi bet. Khi bet bất kỳ tự trận hoặc bản thân tạo skin xóa CR của bản thân. Cái này không hiểu lắm anh em. Một kiểu rồng này, kiểu bay lại nữa. Ok, đây dạng mega cho nó nhá. Dạng bá chủ chứ. Sau khi tấn công tăng thêm 300 độ nha mọi người nhá. Kiểu bay này thì bản thân bay cao thêm một hiệp này. Skin có tỷ lệ bạo kích cao, có thể đánh trúng bên đang bay. Và đây triệu nữa anh em. Ulti đây. Giờ cho lên sàn thi đấu anh em nhé. Giờ cho lên sàn thi đấu luôn. Cái lực chiến tổng thể là 1.9.000. Giờ đi kiếm đối thủ nào. Năm triệu chín trước nào. Và bác thử lực chiến cao phát anh em. 1.9.000 đánh 5.9.000 và phát lực chiến có cao tí xem nó như thế nào. Bay nhẹ cái. Bay cao luôn. Bay cao luôn, không ai làm gì được. Móc CDB trước nha mọi người nha. Ulti. Hui. Bay cao dạng bá chủ anh em. Vẫn làm xuống như thường. Rồi đánh với team nó bình dân thôi. Mình đi tìm được chiến cao thấy khủng quá. Giờ đánh tìm 1 triệu giữa xem thế nào. Ra trận nào. À đội bạn team Pera. Bay nhẹ cái. Chào hỏi nhau tìm làm gì mà căng. Nên móc con người luôn. Ôi thôi 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 đúng lượt rồi. Đúng lượt thế nhỉ. Ui, có cả tầng ấy anh em này, gây cháy này. Gây cháy luôn này. Bay gái. Búc khiên lên, hãy đám. Thổi ra. Móc cái. Liệu qua được cái trận này không đây anh em? Mình quên mình để triệu tự nhiên chai thôi. Để thật để thằng nó thấy nó đi nhanh thế. Chà, chi BDB nó ném biết luôn anh em. Nó ném miết luôn á. Ulti nào. Mình cũng út khiên là nhìn nhau anh em lại bay cao lên. Nói chung trả lắc lên bá chủ thì nói chung là mát bá rồi anh em.
đúng nghĩa lên bá chủ luôn. Nói chung lên bá chủ thì cái cháu này nói chung là cực kỳ bá luôn anh em, không có gì để tranh luận luôn, rất là bá. Anh đấm giờ rất là ok luôn chứ không có gì để tranh luận luôn. Đùa, cứ phá khiên được, vừa phá khiên được nó cái thì nó lại hồi lại thì bằng nhau à. Một trận đến được viện trợ với mình à, tính ra nó đến lượt rồi chứ. Rồi hay lắm, giờ ulti hạ CDB luôn. Ulti hạ CDB luôn, rồi. Giờ thì còn mỗi con rồng này hạ lốt anh em. Giờ thì có móc BR nữa. Một móc, hai móc. Ui, trận này đánh cái này hơi khó ăn đấy. Lại phải bay cao phát. Rồi cứ bút khiên lên xuống như này thì hơi bị khó ăn rồi anh em. Trận đấu nhanh nhất lịch sử đây. Rồi lại qua móc Aesert. Nó nặng xuống rồi thì lại đi móc Aesert thôi anh em. Đùa đánh cái trận này đến sáng mai cũng hết trận anh em. Đầu hàng ra đánh team khác còn hơn. 5.4 triệu team trên lại team hồn nữa. Đây có team 3.4 này anh em ạ. Ôi không, không thể PK hả? 2.9 thì sao? Thôi chạm chán team 2.9 phát thôi anh em. Nói chung là tiềm hóa đen trạng bá chủ thì cháu nó bay cao, tấn công nói chung mình thấy rất là khỏe luôn mọi người. Kêu văng ra rất là khỏe luôn. Hai trận ulti này. Ulti này. Đây, dùng kêu này để bản thân lại bay cao này. Bút lên. Bút khu vực lên, giờ thì mình móc, móc kêu vệ rồng cực thốn luôn anh em. Đó, giờ kêu vệ rồng của cháu nó móc cực thốn luôn. Lúc nãy chẳng qua là bởi vì nó có bên đầu bạn cũng có rare drop nên ra nó bút khiên nhau liên tục đấy. Đó, này bài cao này. Thổi phát. Giống ơi. Rồi, ulti. Ulti luôn. Một hit. Tên cũng tấn công được luôn chứ đừng có nói. Đừng có đùa với tôi nữa ra. Một móc hệ rồng. Ulti gái bay cái rồi win luôn. Nói chung nên bá chủ bá hẳn anh em nhé, bá hẳn luôn. Ok, lại băn khoăn không biết là lên cho PR về đội hay là cho con DNC về đội anh em. Mình có DNC mà. Này DNC đây anh em, công chúa DNC đây. Xưa cũng nâng cấp học hành đầy đủ hết rồi. Giờ chỉ để chơi hay không thôi. Giờ sẽ chuyển team DNC về đội anh em. Chuyển DNC về đội Aesert qua. Đây phải chuyển cả QG lên nữa nhỉ. Ok, vấn đề này tính sau đi. Video này thì kết thúc đây thôi. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo nha. Chúng em xem video vui vẻ, đừng quên like và share nha. Cảm ơn bạn nhiều. Bye bye. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Tạm biệt.